Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với một video mới trên ST Mobile. Và ngày hôm nay thì mình đang có ở đây hai chiếc máy màu đỏ, nhìn rất là bắt mắt phải không? Và hai chiếc máy này là hai chiếc máy kỳ phùng địch thủ đến từ hai nhà sản xuất, đó chính là Apple với chiếc iPhone 11 và chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Chắc các bạn cũng đã biết rồi, chúng ta sẽ cùng nhau so sánh cả hai sản phẩm này khi mà mức giá của chúng đều đang ngang ngang với nhau. Khoảng 8 triệu mấy là các bạn đã có thể sở hữu được một chiếc iPhone 11 bản 64GB 99% hoặc là chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G ở XT Mobile. Và đường link mua hàng tất nhiên mình vẫn sẽ để ở phần mô tả của video để các bạn có thể vào đó và xem. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau xem là cả hai chiếc máy này đâu sẽ là chiếc máy phù hợp dành cho các bạn nhất nhé. Điểm đầu tiên mà có thể nói là hai chiếc máy này khác biệt nhau rất nhiều, đó chính là về phần thiết kế. Khi mà chúng ta sẽ có một chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G với một cái thiết kế đặc trưng của nhà Samsung Galaxy Note, rất vuông vắn, rất mạnh mẽ, và các bạn có thể nhìn vào đây, nhìn rất là đẹp mắt đúng không? Còn ở phía bên này thì chúng ta sẽ có một chiếc iPhone 11 với một kiểu thiết kế hoàn toàn khác biệt so với lại chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G ở phía bên này, với những cái chi tiết được vát công rất là mềm mại, cầm vào rất là dễ chịu. Vậy thì cả hai chiếc máy này sẽ dành cho ai? Nói chung là tùy vào, thứ nhất là các bạn là fan Apple, thứ hai là bạn là fan Samsung, thì các bạn thích fan nào, các bạn thích xài cái chiếc máy nào thì các bạn có thể mua chiếc máy đó. Nhưng mà nếu để ý xét về phần thiết kế thì có thể nói chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G có thể nói là cho mình một cái cảm giác nó đẹp hơn, cho mình một cái cảm giác nó minimal hơn và cho mình một cái cảm giác nó mịn màng hơn so với lại trên chiếc iPhone 11. Tuy nhiên thì iPhone 11 nó lại mang cho mình một cái cảm giác là nó unisex hơn, nó phù hợp với đại đa số chúng ta hơn, và mình nghĩ rằng rất nhiều người ở ngoài kia sẽ cảm giác rằng chiếc iPhone 11 sẽ đẹp mắt hơn. Bên cạnh đó thì mặt lưng của cả hai chiếc máy đều sẽ khá là khác biệt với nhau, khi mà phía bên này chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G sẽ là một mặt lưng cũng được làm bằng kính nhưng mà phủ một lớp nhám, giúp cho chúng ta có một cảm giác cầm khá là dễ chịu. Còn phía bên này thì chiếc iPhone 11 sẽ là một mặt lưng kính trong, giúp cho các bạn có thể là cảm giác được cái sự sang trọng của mặt kính, cũng như là mặt kính này sẽ in lại dấu vân tay khá là nhiều đó. Nhưng mà nói chung về cảm giác cầm nắm của cả hai chiếc máy này, do chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G này không phải là phiên bản Ultra của nó, cho nên nó dễ cầm hơn khá là nhiều. Cho nên là có vẻ như ở phần này cả hai chiếc máy này đều có những điểm riêng và những điểm hay khác nhau, cho nên là chúng ta hãy để chúng hòa nhau trong phần này nhé. Rồi, nói về phần mặt trước đây thì chúng ta sẽ có hai chiếc màn hình khá là khác biệt nhau, và có thể nói là đây sẽ là cú ăn điểm dành cho chiếc Samsung Galaxy Note 20. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ có một cái màn hình to hơn với kích thước là 6.7 inch, còn phía bên này chiếc iPhone 11 chỉ là một màn hình 6.1 inch mà thôi. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một công nghệ thiết kế mới ở trên cái màn hình của chiếc Samsung Galaxy Note 20, đó chính là thiết kế màn hình đục lỗ. Còn phía bên này thì chúng ta sẽ vẫn có màn hình tai thỏ đặc trưng của những chiếc iPhone rồi. Nhưng mà các bạn có thể nhìn vào đây, các bạn sẽ biết ngay là chiếc điện thoại nào có màn hình đẹp hơn, chiếc điện thoại nào có màn hình sexy hơn rồi đúng không? Đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G. Khi mà những cái đường viền xung quanh được làm rất là mỏng, trong khi đó thì những cái đường viền xung quanh của chiếc iPhone 11 lại rất dày. Đây cũng là một trong những điểm yếu có thể nói là tồn đọng ở trên những chiếc iPhone XR hay là iPhone 11. Bên cạnh đó, ở trên chiếc iPhone 11 thì chúng ta chỉ có độ phân giải là HD cộng và sử dụng tấm nền là IPS mà thôi. Còn trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G thì các bạn sẽ có một cái màn hình là Super AMOLED cộng nè, và chúng ta sẽ có thêm một cái màn hình có độ phân giải là Full HD cộng. Và ngoài ra thì tấm nền màn hình này các bạn cũng có thể dễ dàng thấy được là nó đẹp mắt hơn rất nhiều, có một chiều sâu nhất định so với lại tấm nền ở trên chiếc iPhone 11. Về phần camera thì trên chiếc iPhone chúng ta sẽ có hệ thống 3 camera với một camera trước và bộ đôi camera sau. Còn ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G chúng ta sẽ có bộ 4 camera với một camera selfie ở phía mặt trước và bộ 3 camera ở phía mặt sau. Nói về số lượng thôi thì chúng ta cũng đã thấy Samsung Galaxy Note 20 5G hơn hẳn rồi đúng không? Tuy nhiên chưa chắc đâu nha các bạn. Những cái camera ở trên chiếc iPhone có thể nói là khá tốt trong việc là vừa chụp ảnh và
và vừa quay video, các bạn hoàn toàn có thể là chụp được auto một cách rất là dễ dàng trên những cái camera của chiếc iPhone 11. Và mình có thể nói là chất lượng ảnh mang lại là khá tốt. Dĩ nhiên đối với những bạn nào các bạn quá khó tính trong việc là màu sắc cũng như là hình ảnh, hoặc là các bạn là những dân chuyên nghiệp, thì các bạn có thể thông qua một vài những cái chỉnh sửa ảnh này nọ để giúp cho chúng ta có những tấm ảnh đẹp hơn, các bạn có thể đăng lên mạng xã hội này nọ. Còn về phần quay video thì có thể nói là iPhone 11 quay video rất tốt, và mình cá nhân bạn là khả năng quay video ở trên chiếc iPhone 11 này sẽ ăn đứt so với lại khả năng quay video ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 20. Nhưng mà chiếc Samsung Galaxy Note 20 có gì? Chúng ta có hệ thống 3 camera ở phía mặt sau. Với cả 3 camera này thì chúng ta sẽ có một camera 12 MP, một camera telephoto 64 MP và một camera góc siêu rộng 12 MP. Với 3 camera này gần như các bạn sẽ không cần thêm gì cả, và hệ thống camera này cũng mang lại chất lượng cực kỳ tuyệt vời, có thể nói là trên cơ cả chiếc iPhone 11 nằm ở đây. Cho nên nếu nói về phần chụp ảnh thì Samsung Galaxy Note 20 sẽ ăn tốt hơn, bởi vì nó có những cái chất ảnh tốt hơn, dải dynamic range rộng hơn, cũng như là màu sắc sẽ tươi tắn hơn, nịnh mắt hơn khi mà chúng ta chụp ra. Còn trên chiếc iPhone 11 thì hoàn toàn nó sẽ nằm ở mức trung thực để giúp cho chúng ta có những cái tấm ảnh tốt nhất, và các bạn hoàn toàn có thể chỉnh được ở trên những cái ứng dụng này nọ. Nhưng về phần chụp ảnh thì mình có thể nói là chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G sẽ ăn kèo, nhưng về phần quay video thì chiếc iPhone 11. Rồi, tiếp đến thì chúng ta hãy nói về vi xử lý phía bên trong của cả hai chiếc máy. Với cả hai chiếc máy thì ở đây mình đang có phiên bản là Qualcomm Snapdragon 865+ ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G này. Còn phía bên này chúng ta sẽ có một vi xử lý là Apple A13 Bionic trên chiếc iPhone 11. Có thể nói rằng cả hai vi xử lý này đều đã có tuổi đời rồi. Tuy nhiên thì để mà có thể chơi những cái tựa game nặng hơn thì mình sẽ recommend cho các bạn nên lựa chọn chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G. Không phải vi xử lý của nó mạnh hơn, mà là nó không bị những cái tình trạng như là quá nhiệt, hay là bị những cái tình trạng như là giảm xung nhịp rồi giảm sáng màn hình khi chiếc máy nóng lên, hoặc là các bạn chơi trong một thời gian dài. Còn trên chiếc iPhone 11 thì bắt buộc các bạn phải có một cái phụ kiện để giúp chúng ta có thể tản nhiệt tốt hơn ở trên chiếc điện thoại, thì tới lúc đó các bạn mới có một cái nhiệt độ tốt và chúng ta chơi game một cách mượt mà như là trên chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G. Cho nên về phần này thì có thể nói là về tác vụ nặng thì mình có thể nói chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G đã ăn. Nhưng mà còn trong những cái phần tác vụ thông thường thì sao? Tác vụ thông thường thì vẫn tất nhiên iOS vẫn sẽ ăn đứt rồi, bởi vì nó có những cái khả năng tương thích cũng như là tối ưu rất tốt ở trên cái chiếc điện thoại iPhone 12 này. Cho nên nếu mà các bạn là những người thông thường, các bạn không chú tâm quá nhiều về việc chơi game này nọ, thì các bạn có thể mua chiếc iPhone 11 để về chúng ta sử dụng. Cuối cùng là về phần dung lượng pin thì có thể nói dung lượng pin ở trên cả hai sản phẩm này, phía bên này chúng ta sẽ có một dung lượng pin gần 3000 mAh, còn phía bên này là khoảng 4300 mAh. Nghe thôi là đã biết chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G sẽ cho chúng ta một cái thời lượng pin sử dụng tốt hơn so với lại chiếc iPhone 11. Nhưng mà iPhone 11 nó có khả năng tối ưu từ iOS và từ vi xử lý là Apple A13 Bionic, cho nên nói chung thì viên pin của cả hai chiếc máy này theo thực dụng sử dụng thì có thể nói là nó khá là ngang nhau. Ok, và đó là những điểm khác nhau giữa hai chiếc máy là iPhone 11 và chiếc Samsung Galaxy Note 20 5G. Vậy thì các bạn sẽ lựa chọn bên nào? Các bạn sẽ lựa chọn Apple táo cắn dở hay là lựa chọn Samsung đến từ nhà Hàn Quốc? Nếu các bạn muốn lựa chọn bất cứ chiếc điện thoại nào thì các bạn hoàn toàn có thể đến với XT Mobile. Đường link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả của video để các bạn có thể dễ dàng vào tìm kiếm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye!